Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Mình vừa đi thu quần áo vào. Mẹ sáu chích có một núi quần áo phải gấp, phải là lượt ngày hôm nay. Ba sáu chích quay trở lại đi làm rồi và ba em ý hôm nay lấy xe đi làm. Nên là ba mẹ con sẽ không đi trung tâm mua sắm để đổi đồ nữa. Thì chỉ loanh quanh ở nhà chơi với nhau thôi. Và nếu mà trời không nắng lắm, trời mà tắt nắng ấy thì mình sẽ đưa hai anh em sáu chích đi ra công viên. What is that? Rafi go work. No, Rafi not going to work. Daddy go to work. Rafi going to work. Need money. What is that? I need money. I need Rafi iPad. What did you say? So you need to go to work to earn money. Yeah. What for? I need drive on money. Em sorry đấy. I need driving at the shop. Oh, ok. Em sói là mấy hôm cứ my iPad cứ bảo là đấy là iPad của con Thế là mình chỉ cho em ấy mình vào đấy không phải là của con mà đấy là của ba mẹ. No. Yeah, that's mommy and daddy iPad. That's not yours. Mình bảo em ấy là đấy là của ba mẹ. Những cái gì mà sau này con lớn con kiếm được tiền con mua được thì đấy là của con. Còn cái này là ba kiếm tiền ba mua thì là của ba mẹ. Thế là sói có cái ý tưởng là bây giờ là con phải đi làm đấy. I need to go to work, earn money. Xong rồi ý tưởng là đi làm này, đi đến cửa hàng của bà này để mua iPad. Yeah. Mẹ em tắt cái tivi ngoài này đi đã nào. Tivi đang để tin tức, mình nghe tin tức buổi sáng thôi. Mẹ em ngồi đây nghỉ ngơi một tí rồi lại quay trở lại đi làm việc nhà thôi. Và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái việc như thế này. Như các bạn thấy là 3-4 ngày gần đây có rất là nhiều người để lại những cái comment không hay ở trong vlog của nhà sói trích. Và đương nhiên mình nói ở đây thì các bạn sẽ nói là thôi chị ơi để ý làm gì, kệ người ta thế này thế kia ấy. Đương nhiên là mình kệ người ta thôi, mình cũng không làm cái gì cả. Nhưng mà mình cũng là con người và mình cũng là người bình thường như bao người khác. Mình không phải là người bước ra từ một cái cuốn sách đạo đức được vẽ lên để mà chỉ người này cái này, bảo người kia cái kia. Mình hết sức bình thường. Bạn như thế nào thì mình cũng thế. Chỉ có một điều là mình luôn luôn giữ cái thái độ sống rất là tích cực và tôn trọng người khác. Thì quay trở lại với những cái comment đấy và mình có phản hồi lại 3-4 ngày gần đây. Đến tối ngày hôm qua, sau khi ngồi nói chuyện với... no, Rafi, just you have one already. You can open it yourself. Can you open yourself? Yes. Mommy. You can do it. Can mommy just finish this? Please? Okay. Đấy, thì hôm qua mình có ngồi nói chuyện với ba sáu chích và ba sáu chích có nhắc mommy. Mình. Yes, Rafi. We're working. Yes, I'm working. Can you just let me finish, please? Ba sáu chích có nhắc mình một cái điều này mà mình nghĩ rằng là mình đã bị cuốn theo và quên mất. Đấy là cái vlog mà mình thực hiện này, cái mục đích lớn nhất, mục đích đầu tiên mà để cho mình có động lực để thực hiện, đấy là mình làm cái vlog này cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho người thân của mình có thể theo dõi được. Sau đấy là có rất nhiều những bạn ủng hộ kênh của mình vào chia sẻ những cái lời nói rất là gọi là thế nào nhỉ, rất là đáng yêu, rất là dễ thương, rất là dễ mến. Ví dụ như là nói là yêu gia đình sói trích, chúc em sói em trích lớn mạnh khỏe ngoan ngoãn, đấy những cái comment đại loại như thế, rất là thân thương. Yeah. Và rồi là các bạn hỏi mình đủ các thứ. Nào thì là hỏi về đồ, hỏi về học tiếng Anh. Đại loại là các bạn hỏi mình về rất nhiều mảng. Và mình bị cuốn theo. Mình nhiệt tình trả lời các bạn, mình comment trả lời lại cho các bạn. Nhưng sau một thời gian thì mình nhận thấy là nếu mình cứ tiếp tục trả lời mọi người thì mình đang thay đổi dần hẳn cái mục đích mà mình thực hiện vlog này. Bởi vì vlog của mình nó là cái nhật ký cá nhân, nó không phải là cuốn từ điển, nó không phải là cái
cái thư viện thông tin để có thể cung cấp thông tin cho các bạn. Mình chỉ chia sẻ những gì diễn ra trong cuộc sống của mình, liên quan đến cuộc sống của mình, và chia sẻ những gì mà mình có. Chứ mình không, yeah. Until she nice. Are you? Yeah. Can you just quiet for a minute? Okay. So mommy can talk? Yeah. Please? Are you a good boy? Yeah. Okay. Thế cho nên là có lẽ là mình sẽ phải dừng trả lời những câu hỏi của các bạn. Vì là mình trả lời một bạn thì hai ba bạn nữa cũng sẽ muốn mình trả lời. Và như mình cũng nhắc ở rất nhiều những cái vlog trước đây nữa, những cái mà mình đã chia sẻ rồi thì mình không nói lại. Và các bạn mới xem vlog của Nhà Sói Trích, các bạn hãy chịu khó. Muốn tìm hiểu về gia đình mình thì các bạn hãy chịu khó xem lại những vlog từ những cái thời gian đầu tiên theo thứ tự thời gian vào trong kênh của mình. Xem từ năm 2014, 2015, 2016, 2017. Vì mình chia sẻ tất tần tật những cái gì mà các bạn đang đặt câu hỏi hiện tại này. Ví dụ như công việc của ba Sói Trích là gì, hai vợ chồng mình quen nhau ra sao, gia đình mình trước đây sống ở đâu, di chuyển như thế nào, đến nước nào, có thay đổi gì, em Sói sinh khi nào, em Trích sinh khi nào, các em ấy bao nhiêu tuổi tính đến bây giờ rồi. Đấy. Mình thực sự là phải quay lại với cái mục đích chính, phải chú tâm quay lại với cái mục đích chính, đấy là lưu lại hình ảnh của gia đình mình, để làm cái cuốn nhật ký hình ảnh riêng của mình, hình ảnh động riêng của mình. Chứ còn mình không thể nào mà cuốn theo để cung cấp thông tin cho các bạn như các bạn muốn được. Yes. Rafi, mommy can't talk when you keep talking. You know that. I can't talk when you keep talking. Silly face. Please. Silly face. No. Silly face. No. Silly face. Và mình cũng sẽ không dành nhiều thời gian nữa để lên xem là mọi người có comment gì không. Vì là mình không muốn nhìn thấy những cái comment thiếu tích cực. Như mình có chia sẻ với các bạn là cái phương châm sống của mình là hướng đến những cái điều tích cực. Mình không muốn nhìn thấy những cái sự tiêu cực. Và mình không muốn nó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Mình muốn dành thời gian vui vẻ với gia đình, với em Sói và em Trích. Bạn nào mà vẫn yêu quý Nhà Sói Trích sau cái chia sẻ này của mẹ Sói Trích thì các bạn hãy cứ theo dõi, đồng hành cùng cái hành trình này, cùng cái hành trình cuộc sống này với Nhà Sói Trích. Và những bạn nào mà muốn hỏi về định cư, du học, học tiếng Anh thì các bạn hãy tự tìm hiểu ở trên mạng. Các bạn hãy lên trên trang web của Đại sứ quán để tìm hiểu. Chứ mình không phải là tư vấn viên du học hay là định cư. Gia đình Nhà Sói Trích cũng không phải là có giấy tờ định cư ở Úc. Đấy, nên là mình cũng không biết về những cái điều đấy. Đương nhiên là mình không trách là các bạn hỏi mình những cái điều đấy. Mình không hề trách nhá, mình khẳng định là mình không hề trách. Để khi mà mình chia sẻ này, các bạn đừng nghĩ là cái chị này sao lại vì là sống ở đấy người ta hỏi, người ta nghĩ là chị biết thì người ta mới hỏi chứ, làm gì mà kiểu đề cao vấn đề ấy. Nhưng mình không phải là trách các bạn, mà mình chỉ muốn một lần nữa khẳng định ở đây là các bạn nên tìm hiểu những cái thông tin đấy ở những cái trang web chính thống. Đừng nghe ai nói qua nói lại cả. Tại vì không có ai, trường hợp của ai là giống ai hết. Và thời gian của mình trong ngày bây giờ càng ngày càng hạn hẹp. Em Sói chơi rất nhiều, nói rất nhiều, cần phải nói chuyện với mẹ rất nhiều. Đây, mẹ ngồi đây chit chat với mọi người mà em cũng muốn là nói. Và khi em nói chuyện với mình là mình không thể nào tập trung để mà chia sẻ cái gì với mọi người được. Em Trích bây giờ cũng lớn rồi, em không ngủ nhiều như trước nữa. Em dậy buổi sáng, cho em ăn sáng xong là mình cũng phải ngồi chơi với em ý, ngồi nói chuyện với em ý. Ngoài ra cái thời gian rảnh sẽ là thời gian để mình đi làm việc nhà.
để mình chuẩn bị đồ ăn cho các em. Rồi là có thời gian rảnh rảnh nữa là mình sẽ tranh thủ ngủ nghỉ ngơi. Đương nhiên là trong thời gian tới cũng sẽ vẫn có nhiều bạn gửi tin nhắn cho mình, vì có lẽ là các bạn sẽ chưa xem được cái vlog này. Nhưng mà mình sẽ vẫn giữ cái thay đổi này, đấy là hạn chế đọc comment cũng như trả lời comment của mọi người. Mọi người thông cảm cho mẹ Sở Trích và hiểu cho mẹ Sở Trích điều này nhá. Những gì mà mình chia sẻ ở đây là những gì mình có, là những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mình, chứ mình không phải là nhà cung cấp thông tin. Bây giờ mọi người muốn tìm hiểu về cái gì, mọi người có thể lên Google và lên những cái trang web chính thống để tìm hiểu. Chit chat thế thôi. Ngồi thế này chit chat coi như là nghỉ ngơi rồi. Mẹ Sở Trích sẽ phải ra ngoài để đi gập quần áo đây. Thu quần áo vào, mới để ở ngoài phòng khách thôi. Để trên ghế sofa bừa bộn ở trên đấy, chưa dọn dẹp gọn gàng gì cả. Rafi, you wanna go and help mommy fold the clothes? Yeah. Okay, let's go then. Come on. Let's go. Đi con đi. Đây. Quần áo này. Quần áo cả giỏ này nữa. Yeah, we're gonna fold the clothes, okay? You help mommy? Bây giờ lọc hết quần áo trẻ con ra quần áo trẻ con, quần áo ba mẹ ra quần áo ba mẹ, để gấp. Cất đi. Is that the balloon? Yeah, it's called the hot air balloon. Đúng rồi, khinh khí cầu. Không, con nói khinh khí cầu. Khinh khí cầu. Nhầm 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 nhầm. Hai anh em đang chơi cái gì đấy hả con? You did it. Con trèo lên trèo xuống trên ghế, thế con phải cẩn thận nhá, vì là em đang bò lòng ngoằng ở phía dưới này này. Trích dậy, bây giờ Trích chơi nhá. Chơi một lúc rồi là mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai anh em nhá. Mẹ đặt nồi cơm. Yeah. Trưa nay mẹ em với anh Sói ăn cơm với thịt ba chỉ rang. Súp la luộc. Yeah, ta ta. Paw Patrol, Paw Patrol. Zoe, look. Look. Whee. Em Trích thì hôm nay sẽ ăn pasta, mì pasta luộc. Mama, mama, mama. Help me find the pup we need. Ha ha ha. Ha ha ha. With the red firefighter. What happened? What happened? Paw Patrol. Bắt cái này đi như thế nào nhỉ? Help me, mommy. Paw Patrol. Whenever you're in trouble, just yelp for help. Is that off now? À, bấm cái đấy, vặn cái đấy là tắt đi đúng không con? Rồi bây giờ để đây đi. Yeah. It is off. Yeah. Can you show Zoe how the train work? Con chỉ cho em xem là cái tàu nó đi xuống như thế nào nhỉ? Con dùng hết pin rồi. Em Sói là mẹ mua một lốc 24 cái cục pin nhỏ nhỏ. No, not on Zoe's head, Raffy. Con ra đây mẹ chỉ cho con. Không, trên đầu em, con nhìn đây này. Trên đầu em cái chỗ này nó rất là mềm. This is very very soft. We're not playing around Zoe's head, okay? Raphael. Okay? Rafi, you talking and you listening to mommy? Yeah. We're not playing around Zoe's head. Okay? You get it? Yeah. Yes, who? Rafi. Yes, mommy. Yes, mommy. I get it. Good boy. Ah. Con cho em cái máy bay đấy. Con à, đây đây đấy, mẹ vừa nói cơ mà.
Hey, Rafi, mommy, just say it. I just say do not play around Zoe's head. Mẹ vừa nói xong là không chơi xung quanh đầu em. Đấy, 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 em vớ được cái tàu rồi, ha ha ha. Không cho em cái máy bay thì thôi, em lấy cái tàu, em nhờ. Anh ạ, anh ạ, anh ạ. Raphael, not on Zoe's head. Oh, mommy gonna take it away and you go in your room for time out. Thế thì con phải sit nice, play nice. Không muốn time out thì phải ngồi im chứ, con nhờ. Phải chơi, phải nghe lời mẹ chứ. Đang nói về mấy cái tàu này của em ý. Mình mua một cái lock pin, cái pin nhỏ AAA, 3 chữ A, AAA, mà dùng có trong một tuần thôi là hết sạch rồi. Vì là sói ấy, cho pin vào đây xong là em cứ để đây em bật, xong rồi để cho nó chạy vào đây này, như kiểu chạy vào tường ấy, hoặc là vào đâu đấy. Thế nó cứ tạch 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 đứng đây cho hết pin luôn. What is that? Level. What is that? Level. What's level? Level 1 iPad. Level 1, level 2 vẫn nhắc, em vẫn nhắc đến cái iPad đấy. Nghỉ lễ vừa rồi là ba rất chiều, hết phim hoạt hình lại iPad. Cuối cùng mà bây giờ ba đi làm là để lại hậu quả cho mẹ đây. Mẹ lại phải luyện em lại. Yay, 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 yay. Chỉ có cái luật time out của mẹ em là vẫn còn hiệu quả. Mẹ em nói time out một cái là sói thôi, dừng luôn, đang làm cái gì cũng dừng lại luôn. Raphael, do not do that. Sit nice on the sofa, not climbing. Please. Chị cười đều hả con? Chị cười đều anh chói à? À, Joey. Joey. Chiếc mẹ thế nào nhỉ? Nga. Where's Rafi? Rafi, peekaboo. Peekaboo Zoe, Rafi. Come on, peekaboo. Con ú à em thế nào nhỉ? Peekaboo. Come on, Rafi. Peekaboo, Zoe. Oh, oh. Oh, oh. Em chơi bú à? Em chơi trốn tìm. Em chơi trốn tìm với em chích. Hide and seek. Hide and seek. Okay, here is come. Here is mommy. How about mommy? Mommy cover the eyes and you go hide. Okay, you go hide. Nào, mẹ nhắm mắt vào. Mẹ nhắm mắt vào. Mẹ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mẹ đi tìm nào. Mẹ đi tìm sói nào. Sói đâu ấy nhở? Sói đâu ấy nhở? Ha. There you are. See you. Em nói chuyện thế nào? À tiêu thì ta ta. Em nói chuyện thế nào nhỉ? Em nói mẹ nghe. À ti 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 ta ta. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Chích ơi. Zoe. Zoe. Mẹ ú à em chích nè. Ra phải lực, ra phải lực, lực, lực. Peekaboo. Peekaboo. Con áo của ba.
study t-shirt. The study t-shirt. Can you put it back in the bucket, please? Study t-shirt. Yeah, the study t-shirt. Áo của ba. Áo của ba. Soi nói thế nào? Áo của ba. Sáng em soi dậy. Daddy try on. Em biết thay quần áo cho em ấy rồi. Em tự chọn quần áo ở trong cái giỏ đồ của em ấy. Để sáng mai mẹ em chộp được thì mẹ em sẽ vlog chia sẻ với mọi người nhé. Đấy, hai anh em trốn đằng sau ghế sofa rồi kìa. Áo của ba em. Zoe. Cái đèn bắt muỗi. Cái đèn bắt muỗi sao ba lại để đây? Nó nằm ở trên này cơ mà. Đèn này để dùng ở ngoài. Ngoài sân. Ngoài sân, cả nhà mà ngồi ngoài sân thì bật nó lên ấy, để cho muỗi nó bị thu hút, nó bay vào đây nó chết. Chứ nó không bị thu hút. Nó không bị thu hút ở cái đám này. Ở cái đám này, nó ti mấy cái đám này. Trần Anh Gió chạy ra vườn bẩn quá. Em chạy ra vườn em đi. Em yeah, em đi tưới cây với mẹ em. Oh yeah. Đấy là giọng của Gió đấy. How are you? Yeah. Can we be around here? How are you? Yeah. Yeah. Trời ngủ trưa rồi đấy. Con có đi ngủ trưa đi không? Anh trời ngủ trưa thôi. Em thích con ngủ trưa à? Em thích làm cái gì ấy? Hả? Em thích trèo leo cái gì ấy? Kikabu. Em ăn trưa em bôi hết ra bộ đồ của em. Mẹ em phải thay bộ đồ khác đây. Bộ đồ này tối nay em ăn đồ ăn tối của em lại bôi ra thôi. Zoe. Quần áo mẹ em phải cất đi này. Gấp gọn rồi. Bìm của Trích. Cái túi này cứ tưởng là còn có một chiếc thôi. Vứt cái túi này ra ngoài. Đồ của em đây, mẹ em cất vào giỏ đồ nào. Có bạn thắc mắc là sao cô Linh vlog thỉnh thoảng cứ nói chêm vào mấy câu ha 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 với hồ hô hô, hay là bởi vì cô không có cái gì nói à, thì cô chêm vào cho nó đỡ trống. Thực ra là không phải, bởi vì mình quen nói chuyện với em Trích với em Sói rồi ấy. Chứ trước đây là mẹ em không nói như thế. Từ khi có hai em là mẹ em quen nói chuyện với hai em. Nên là nói mấy cái câu đấy các em thích. Trích, Zoe. Đấy. Đấy. Đại loại là bạn nào có con rồi thì sẽ hiểu được cái cách nói chuyện của bố mẹ với con cái. Với các em bé, các em làm tiếng động gì là ba mẹ sẽ làm lại như thế. Yeah. Vì đấy là ngôn ngữ để nói chuyện với các em mà. Yeah. Em
Em Trích đang tập đứng lên đấy, em đang tập đứng lên bằng chân đấy. Bây giờ là em vẫn đang ở trên hai cái đầu gối thế này này. Một chân của em là kênh lên rồi. Đấy, đấy, đấy. Em chỉ cần tự tin lên một tí nữa thôi là em đứng cả hai chân lên này. Stand up, Zoe. Up. Come on. Con đứng dậy. Con đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Chắc là anh sói vứt chai nước vào đây cho Trích chơi à? Ừ. Con đứng dậy. Con đứng dậy. Con đứng dậy. Come on. Con đứng dậy. Con có đi ngủ không? À. Em nằm xuống em ngủ để mẹ em muốn ra ngoài phơi cái bộ ga gối vừa thay ở giường này ra nữa. Con nhà. Cho nó sạch sẽ, cho nó thơm cho. Rồi. Em ngồi để chơi nhá. Mẹ cất quần áo nào. Quần áo này để treo vào mắc. Mấy cái váy này thì treo vào mắc này. Còn đồ này là đồ cất vào trong ngăn kéo. Ba em không có nhà, ở nhà yên nắng hẳn, mọi thứ vào đúng vị trí hẳn. Mẹ em ra ngoài vườn phơi quần áo với lại dọn vườn là bị mấy con mũi nó tấn công ngay, nó tấn công khẩn trương. Nhà sói Trích sắp đến hẹn xịt mũi với xịt côn trùng xung quanh nhà rồi. Năm ngoái mình xịt là vào tầm tháng 3 trước khi em Trích sinh. Và cứ một năm thì xịt một lần ấy, tùy nhà. Nhà mình thì cái người đến xịt ấy, người ta nói là chỉ cần một năm xịt một lần thôi. Có những nhà thì cứ 6 tháng phải xịt một lần. Trích có vẻ là không có chiều hướng là đi ngủ. Thôi kệ để em thức vậy, đấy. Anh sói quay trở lại thói quen bình thường rồi. Dậy này, ăn sáng này, chơi này. Mẹ em ngồi xem thời sự thì ngồi xem thời sự với mẹ thôi, chứ không có phim hoạt hình, không có iPad gì cả. Có mè nheo là mẹ em đưa vào phòng time out luôn. Ngồi ở trong đấy, đến khi nào mà hết mè nheo thì đi ra chơi tiếp. Còn nếu mà không chơi đồ chơi thì mẹ sẽ cất đồ chơi đi. Ở nhà với mẹ là mẹ rất là thiết quân luật, chứ không phải là như ba. Như ba là được thả ga, thích cái gì được cái đấy. Có lẽ là mình sẽ dừng luôn vlog ngày hôm nay ở đây. Hôm nay mẹ sói Trích có một ngày rất là bận rộn, thế nhưng mà cũng rất là thoải mái đầu óc. Vì những gì muốn chia sẻ với các bạn thì mình cũng đã chia sẻ được sáng ngày hôm nay rồi. Nên là mình dành được nhiều thời gian cho em Trích và em sói. Chơi với hai anh em sói Trích. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký nhá. Và nhà sói Trích sẽ tiếp tục hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye. Sorry. Say bye bye. Bye. Na na bye. Na 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 bye bye. Can you say bye bye? Yeah. 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 Đấy, em Trích nói bye bye đấy.